con heo đã ngủ cả ngày, hôm nay hãy đánh thức nó dậy. Bịt miệng nó lại nha, bịt mũi nó lại, nó sẽ thức. Nét. Đây là những con gà mẹ, hãy tìm con gà con. Đây là ba con gà mẹ. Muốn tìm được con gà con thì hãy lắc từng con tới khi nào con gà con nó văng ra. Đây, đã tìm thấy con gà con. Quả trứng nào cứng hơn? Muốn biết quả trứng nào cứng hơn thì phải đập bể quả trứng đó. Đập lẻ thì không được. Lấy hai ngón tay nhấn một lần hai quả. Quả trứng bên trái cứng hơn. Tôi đã làm mất chìa khóa, hãy giúp tôi mở cửa. Đây là cửa tự động bằng gió bên tay, cho nên các bạn đè cái ngón tay vô cửa đó có thể mở được. Con chó trông thật buồn. Chọc lét nó để cho nó vui. Con chó nó vui trở lại.